Xin chào các bạn và chào mừng các bạn quay trở lại với phần cuối cùng của series Park Chung-hee, Di sản và cái chết đắng của một nhà độc tài. Series này được thực hiện và đăng tải trên website spyroom.com bởi tác giả Trần Quang Khải. Và ngay sau đây sẽ là phần cuối cùng. Là một trong những nhân vật lãnh đạo về các chính sách được xếp vào hàng độc tài, thiếu dân chủ, nhưng di sản mà Park Chung-hee để lại cho người dân Hàn Quốc là một điều kiện lịch sử không thể nào mà không nhắc đến. Trong phần 3 của chuỗi video về Park Chung-hee này, hãy cùng hiểu các thành tựu mà ông đã làm được cùng cái kết đầy cay đắng cho sự nghiệp chính trị của ông nhé. Chaebol, tập đoàn tài phiệt gia đình. Là một đất nước chịu nhiều ảnh hưởng từ đạo Khổng bám rễ trong văn hóa xã hội, Đại Hàn từ lâu đã hình thành mối quan hệ họ hàng gần gũi, khăng khít và trật tự thứ bậc ràng buộc nhau. Đó là lý do tại sao có thể xây dựng các tập đoàn tài phiệt, Chaebol và truyền ngôi theo quan hệ huyết thống giữa các thành viên trong gia đình. Cơ cấu của Chaebol chủ yếu tập trung nhiều loại cơ bọc, bao gồm các công ty mẹ và các chi nhánh, cổ phần, bao gồm công ty mẹ, các công ty cổ phần và chi nhánh, hoặc là hỗn hợp của hai loại hình trên. Trong Chaebol, trưởng tộc là người có quyền lực lớn nhất trong dòng họ, đồng nghĩa với cương vụ chủ tịch công ty, và các thành viên có vai vế thấp hơn sẽ phải nắm quyền kiểm soát các vị trí dưới trướng hoặc là ở các công ty con. Tuy nhiên, vẫn nhiều trường hợp, các chủ tịch Chaebol trao quyền lực này cho người thông minh, có tài năng, có tố chất dẫn dắt công ty hơn là con vương. Và hơn nữa, việc này còn định đoạt được bởi sự tranh giành và toan tính giữa các thành viên trong gia đình. Các Chaebol ở Hàn Quốc còn được sử dụng hôn nhân giữa các thành viên trong gia tộc tài phiệt như một cách để khẳng định quyền lực của mình, giảm sự cạnh tranh trong nước và đoàn kết phát triển. Một trong những trường hợp điển hình là cuộc hôn nhân của Lee Seok-hee, chị gái của Lee Kun-hee, chủ tịch tập đoàn Samsung, cùng con trai nhà Kim-sung, tập đoàn LG. Cuộc hôn nhân này tưởng chừng như đã có thể thúc đẩy hai tập đoàn này cùng phát triển, nhưng đã trở nên căng thẳng khi LG trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Samsung trong lĩnh vực đồ điện tử. Một điều chưa từng có trong tiền lệ đó là các Chaebol được sự hỗ trợ của chính phủ Park Chung-hee trong ưu tiên về thuế, nguồn cho vay thấp và miễn nhiều chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng khi ông có tham vọng tập trung vào các công ty lớn đang nắm giữ ngành công nghiệp máy móc hạng nặng và hóa chất. Điều này khiến cho các Chaebol gần như nắm giữ hoàn toàn nền kinh tế Hàn Quốc, nhưng đổi lại họ phải hỗ trợ sự nghiệp chính trị của Park Chung-hee. Nhờ vào đó, đến cuối thập niên 1980, Chaebol đã tạo ra sự thống trị hoàn toàn trong lĩnh vực công nghiệp hạng nặng và bành trướng thị trường quốc tế nổi tiếng về sản xuất, thương mại, công nghệ, với doanh thu của năm Chaebol đứng đầu Hàn Quốc chiếm 66% tổng sản lượng của quốc gia. Nhờ vào sự thành công này và những lợi thế từ việc sụt giảm giá dầu và lãi vay quốc tế, sự phục hồi của nền kinh tế Mỹ, đồng yên mất giá cũng như tính cạnh tranh ngày một tăng cao của hàng xuất khẩu quốc gia đã giúp cho nền kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 20 lần từ năm 1965 đến năm 1985 về GNP. Thoát được cảnh thâm hụt mậu dịch, trở thành nước có thặng dư mậu dịch lớn kể từ năm 1986. Bước sang thập niên 90 của thế kỷ trước, Hàn Quốc lột xác hoàn toàn từ một đất nước nghèo nàn bị chiến tranh tàn phá, trở thành một trong những nước công nghiệp mới lớn nhất trên thế giới. Người dân được hưởng chất lượng cuộc sống tương đương với các nước công nghiệp phát triển. Tất cả đều nhờ công lao của các người hùng Chaebol. Sejamong Udong, cải cách nông thôn. Phong trào Sejamong Udong được Tổng thống Park Chung-hee khởi động vào ngày 22 tháng 4 năm 1970 trên tất cả các vùng nông thôn của Hàn Quốc với mục đích giảm nhập khẩu từ nước ngoài, hướng đến tự cung tự cấp trong lương thực thực phẩm và xóa bỏ khoảng cách nông thôn và thành thị. Về cách thức hoạt động, phong trào nông thôn mới được ra đời với 3 tiêu chí: cần cù, chăm chỉ, tự lực vượt khó và hợp tác, hiệp lực cộng đồng. Các ngôi làng Hàn Quốc sẽ chọn ra các trưởng làng, thường là trưởng lão của một dòng họ thống trị để làm người lãnh đạo phong trào. Việc tôn vinh, đề xuất đơn vị tiêu biểu của toàn quốc cũng được ưu tiên nhằm thúc đẩy phát triển nông thôn. Park Chung-hee luôn đề cao chống tham nhũng. Ông cho xây dựng một đội ngũ cán bộ đầy trong sạch, không nhũng nhiễu, rất có thực lực và sáng tạo. Các chính sách về chủ trương đối với thu hoạch và thuế được thiết lập ở trên cùng và được truyền lại qua mệnh lệnh cho đến khi họ đến được các làng, dưới dạng các quan chức địa phương, địa hạt, người môi giới và người thu thuế. Ngoài ra, những khoản trợ cấp của chính phủ dành cho phong trào giúp nhanh chóng tạo dựng nhiều cơ sở hạ tầng đảm bảo môi trường sống. Trong chương trình khuyến khích và phát triển tự lực, chính phủ lựa chọn đầu tiên 33.261 làng và mỗi làng được cung cấp 335 bao xi măng. 16.600 làng đó chứng minh thành công sau đó đã được cấp bổ sung thêm 500 bao xi măng và 1 tấn thép. Điều này đã cải thiện đáng kể cơ sở hạ tầng ở nông thôn Hàn Quốc, đưa ra các trang thiết bị hiện đại như là hệ thống tưới tiêu, những cây cầu và đường giao thông tới nông thôn. Chương trình cũng đánh dấu sự xuất hiện rộng rãi của các ngôi nhà mái đỏ ở khắp các vùng nông thôn, thay thế nhà tranh truyền thống. Được khích lệ bởi sự thành công ở nông thôn, phong trào lan rộng ra các nhà máy và khu vực thành thị và trở thành phong trào hiện đại hóa toàn quốc.
xa lộ Song Busan, xương sống của giao thông Hàn Quốc. Ý tưởng xây dựng tuyến đường cao tốc Busan bắt nguồn từ chuyến thăm Tây Đức của Park Chung-hee, do ông thấy được sự phát triển của giao thông nhờ cao tốc. Ngay khi đưa ra ý tưởng, phía đảng đối lập và cả quốc hội đã lên tiếng phản đối và chỉ trích ý tưởng đầy tham vọng mà không thực tế, vì nền kinh tế Hàn Quốc thì đang phụ thuộc vào người nước ngoài và vốn hóa công nghệ chưa tồn tại lúc bấy giờ. Tuy nhiên, nhờ sự ủng hộ của đảng cầm quyền, cộng với quyền lực tuyệt đối của nhà độc tài, Park bác bỏ ý kiến của phe đối lập và nhanh chóng thực thi kế hoạch táo bạo này vào năm 1968 với không một đồng vay mượn. Sau 12 năm, ngày 7 tháng 7 năm 1970, xa lộ Song Busan hay là cao tốc Gyeongbu, tuyến đường dài nhất, lâu đời nhất và là đường cao tốc đầu tiên ở Hàn Quốc với tổng chiều dài 428 km, gồm 305 cầu và 12 hầm xe đã thông xe. Con đường đã kết nối 6 thành phố lớn nhất Hàn Quốc là Seoul, Suwon, Daejeon, Gumi, Daegu, Busan, trở thành đường cao tốc quan trọng nhất của xứ sở Kim Chi. Tổng chi phí dự án là 42,9 tỷ won, tương đương với 23,6% ngân sách Hàn Quốc vào năm 1967. Gần 9 triệu công nhân và khoảng 1,6 triệu thiết bị đã được huy động cho việc xây dựng. Và đúng như những gì Park Chung-hee kỳ vọng, trong 3 năm đầu, xa lộ Song Busan đã được sử dụng hữu hiệu để phục vụ cho một khu vực tạo ra 70% tổng sản lượng quốc gia và chiếm tới 80% lượng xe lưu thông trong nước. Trong ngày khánh thành, ông Park Chung-hee đã nhấn mạnh, hôm nay, ao ước từ lâu của người dân Hàn Quốc đã được thực hiện. Đây là thành quả của máu, mồ hôi và lòng quyết tâm của nhân dân. Qua dự án này, chúng ta đã chứng tỏ được khả năng, nguồn lực và sức mạnh của chúng ta là vô tận. Công trình mở ra một bước ngoặt lớn cho nền kinh tế và là nền tảng trung chuyển cho những yếu tố cốt lõi trong việc phát triển kinh tế của Đại Hàn trở thành con rồng của châu Á. Hồi kết đau xót của Park Chung-hee. Vào năm 1979, người thuộc cấp thân cận của ông, giám đốc tình báo Hàn Quốc, đã bắn chết Park Chung-hee ngay tại bữa ăn bằng một phát súng chí tử. Sau tất cả, sự kiện này trở thành điểm chốt chặn cuối cùng của Hàn Quốc chấm dứt nền độc tài, mở ra chương trình phát triển dân chủ thực sự cho đến ngày nay. Nhà chính trị Lord Acton đã từng nói rằng, quyền lực tuyệt đối sẽ dẫn đến sự tha hóa tuyệt đối. Park Chung-hee, Tổng thống Đại Hàn, cũng không tránh khỏi vòng xoáy của trò chơi quyền lực. Trong không gian quyền lực tuyệt đối, bản thân Park đã nhúng tay quá sâu vào những thứ đầy mê hoặc và không thể dứt bỏ nó để sẵn sàng trở thành người ngoài cuộc. Việc cầm quyền của ông giúp công sức to lớn vực dậy nền kinh tế suy sụp của Hàn Quốc trở thành một trong những nền kinh tế vĩ đại nhất châu Á, một điển tích trong lịch sử Đại Hàn. Nhờ công lao đó, người dân đã có được một cuộc sống đầy đủ hơn, ấm no và thậm chí là giàu sang ngang hàng với những cường quốc, các quốc gia phát triển khác. Từ chính sách của Park, nhân dân Hàn Quốc từ sống trong cảnh một xã hội thiếu thốn tri thức, mù chữ chiếm đa số trong xã hội, trở thành những tầng lớp giàu tri thức và có nhận thức hơn về quyền dân chủ thiêng liêng. Trước đó, những quyền cá nhân đã bị Park tận dụng để phát triển kinh tế trong giai đoạn cầm quyền của ông thì nay đã bắt đầu được nhân dân Hàn Quốc đòi lại. Quyền con người là một giá trị luôn thôi thúc hành động quyết liệt của con người nhằm chống trả lại thế lực lấy cắp và đe dọa đến nó. Tình hình ở Hàn Quốc trở thành bất ổn với quá nhiều cuộc biểu tình đòi quyền dân chủ ở khắp các thành phố lớn. Park lại có phản ứng đàn áp thẳng tay với các cuộc biểu tình này, gây mất lòng tin của nhân dân. Từ đó, những cuộc mâu thuẫn dồn nén lại và trở thành giọt nước tràn ly, dẫn đến thảm họa ập xuống Park Chung-hee. Mặt khác, mối xung đột Triều Tiên-Hàn Quốc vẫn luôn có khúc mắc dai dẳng cần giải quyết. Nhìn thấy sự phát triển kỳ tích của Hàn Quốc khiến Triều Tiên lo sợ nguy cơ an ninh chính trị. Điều này đẩy mạnh hơn toan tính của Triều Tiên nhằm ám sát Tổng thống Đại Hàn. Các nhiệm vụ bí mật ám sát nhanh chóng được thực thi khi Park Chung-hee cầm quyền, thế nhưng không có cuộc ám sát nào thành công. Rõ ràng, lá chắn an ninh của Park Chung-hee không thể xuyên thủng. Nhưng thật bất ngờ, chính một người Hàn Quốc, một người gần gũi của ông lại là người ám sát ông bằng một phát súng trực diện. Phải chăng hắn ta muốn chấm dứt sự xung đột giữa nhà nước và nhân dân trong nước bằng cách kết liễu vị thủ lĩnh chính trị của mình vì lòng yêu nước? Liệu cái chết, sự mở màn cho chế độ dân chủ đẫm máu này có xứng đáng đổi mạng sống của một vị lãnh đạo vĩ đại của Hàn Quốc hay không? Thay lời kết, Hàn Quốc xuất phát điểm là một quốc gia yếu kém trong bối cảnh lịch sử những năm 50 của thế kỷ 20. Vậy mà, sự kiện đảo chính cầm quyền độc tài của Park Chung-hee đã trở thành cột mốc cho bước ngoặt kỳ vĩ cho sự phát triển cực thịnh của quốc gia này. Chính những quyết định đầy tính độc đoán của Park Chung-hee trở thành căn cứ giá trị nhất cho sự phát triển của con rồng châu Á, biểu hiện qua những phong trào điểm nhấn như là Chaebol, Samyeol Udong và xa lộ Seong Busan. Tiếc thay, số phận ngang trái dành cho nhà lãnh tụ Park Chung-hee với cái chết không xứng đáng với những công lao to lớn mà ông đã phụng sự cho Tổ quốc Đại Hàn Dân Quốc. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!